lực lượng Nga đã đánh bắn hạ một tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine cùng một số vũ khí khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo cập nhật ngày 15 tháng 5. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng nước này đã đánh chặn 7 tên lửa chống radar HAM, một tên lửa Storm Shadow và 7 tên lửa được phóng từ hệ thống SIMARS. Đây là lần đầu tiên Moscow thông báo bắn hạ một trong những tên lửa do Anh cung cấp kể từ khi Kiev bắt đầu sử dụng chúng vào tuần trước. Anh xác nhận đã cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine vào tuần trước, và Kiev đã nhanh chóng sử dụng vũ khí này để tấn công Lugansk. Chính quyền Lugansk cáo buộc Ukraine đã phóng tên lửa Storm Shadow trong các cuộc không kích gần đây vào khu vực này. Hai quả tên lửa trong số đó đã gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, một văn phòng và hai chiếc ô tô. Quyền thống đốc Lugansk Leonid Pasechnik nói rằng một trường hàng không quân sự đã bị đánh trúng nhưng cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào. Trước khi Anh chuyển cho Ukraine tên lửa hành trình có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km, Kiev không có bất kỳ vũ khí phương Tây nào có tầm bắn tương đương. London cho biết các vũ khí mới sẽ hỗ trợ lực lượng Ukraine trong cuộc phản công chống lại Nga được lên kế hoạch từ lâu. Tên lửa Storm Shadow do MBDA sản xuất, được mô tả là có khả năng tàng hình nhất định nhờ kích thước tương đối nhỏ và khả năng bám sát địa hình để tránh bị radar phát hiện. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.